Chào mừng các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với mọi người một mẫu thạch anh pha lê mini hàng mài. Đây là một mẫu thạch anh được mài từ thạch anh trắng pha lê, chất đá tự nhiên hoàn toàn. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn, thiên nhiên tự nhiên. Cái phần chóp này nó đạt được pha lê này, còn phần dưới thì nó hơi đục một chút. Khi soi vào đèn vào thì nó có hiệu ứng tam sắc cầu vồng. Viên này thì có chiều cao này của đá này nó là 9,7 cm và bề ngang ở điểm rộng nhất của nó là 2,5 cm, chuẩn hàng thạch anh thiên nhiên tự nhiên. Đây là một mẫu mini cho quý khách sưu tầm. Thạch anh được biết đến là một trong những cái dòng đá có nguồn năng lượng rất tốt cho người sử dụng. Trong phong thủy thì thạch anh có tác dụng trấn trạch, trừ tà, mang lại sức khỏe tốt, tăng thêm vượng khí, tăng thêm tài lộc cho gia chủ thường xuyên sử dụng. Anh thì trong quá trình hình thành thì nó hàng triệu năm nó mới hình thành được các cái tinh thể như thế này, không biết bao nhiêu lâu tồn tại ở trong lòng đất. Vì thế nên là nó có nguồn năng lượng rất tốt cho người sử dụng. Và hiện cái mẫu này tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là 170.000 đồng. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ ưu tiên bao ship toàn quốc. Nếu quý vị nào quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng chuẩn thạch anh thiên nhiên tự nhiên, đã được mài. Nếu mà sai thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí nếu mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.